Xin chào anh chị em bà con cô bác, Sopheo đã quay trở lại và đảm bảo vẫn ăn hại như mọi khi. Biết hôm nay là 29 Tết và mình đã quay trở lại rồi đây. Lại quay trở lại. Không phải ăn Tết đâu, vẫn phải làm video phụ anh em. Và video này sẽ là về sản phẩm cực kỳ hot mà mình đảm bảo tất cả các bạn quan tâm về PC đều đã từng nghe đến hai cái chip này rồi. Đây là Ryzen 3 2200 và đây là Ryzen 5 2400. Hai cái chip này đang có giá khá là thơm. Một chiếc có giá khoảng tầm 2,6 triệu đồng là chiếc 2200. Và chiếc còn lại là 2400 là giá khoảng tầm 4,3 triệu đồng tại website fastpc.com.vn. Thì đây là hai cái CPU Ryzen thế hệ mới của AMD mà có tích hợp sẵn carbon onboard rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. À thực ra không phải là cực kỳ mạnh bởi vì là nó chỉ là carbon onboard thôi, nhưng mà sẽ là cực kỳ mạnh nếu mà so với các card đồ họa onboard trên CPU khác, ví dụ như của Intel chẳng hạn. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắp cái bộ máy với cái CPU AMD Ryzen này từng bên một. Và mình sẽ bật lên kiểm tra nhiệt độ, so sánh hiệu năng, test điểm benchmark và thử chơi game với hai cái CPU này để xem nó có thể làm được những cái gì với cái hiệu năng của CPU cũng như là các đồ họa Vega onboard nhé. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Và cái cấu hình test mà mình sử dụng trong video ngày hôm nay sẽ sử dụng mainboard đến từ ASRock, mã là AB350M Pro 4 này. Chúng ta sẽ có 16GB DDR4 2400MHz đến từ Corsair, đây là dòng Vengeance này. Chúng ta sẽ có nguồn 500W, đảm bảo là thừa rồi vì CPU này dùng rất là ít điện. Và chúng ta cũng sẽ có hai ổ SSD, mình dùng một ổ SSD Kingston 240GB và một ổ Western Digital cũng là 240GB. Và chúng ta sẽ dùng hai cái chip ở đây là chip 2200 và chip 2400, Ryzen 3 2200 và Ryzen 5 2400. Ngoài ra thì mình cũng có setup một cái combo nữa. Mình sử dụng cái CPU là Ryzen 3 1200 và dụng một cái card là 1030 đến từ Nvidia. Thì mình để so sánh qua hiệu năng để xem khi chúng ta sử dụng một cái CPU thấp tiền hơn và lắp thêm cả đồ họa vào, tính ra tổng tiền hơn hai cái CPU này, liệu nó có ra cái gì không. Và các bạn hãy nhớ là subscribe video cũng như là bật thông báo cái chuông bên dưới. Thì trong mấy hôm nữa, có thể là sau khi mình test xong, mình sẽ ra một cái video nữa mà so sánh hai cái CPU AMD Ryzen này với hai CPU tương đồng giá của Intel. Chiếc Ryzen 3 2200G sẽ so sánh với cả i3-7100 Kaby Lake, và cái chip Ryzen 5 2400G sẽ so sánh với cả i3-8350K. Đó, hai mức giá của hai cái hãng này đang đặt khá là giống nhau ở hàng cái phân khúc chip đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi trong video sau. Bây giờ cùng nhau bắt đầu đi vào những phần mềm benchmark. Đầu tiên là phần mềm Geekbench kiểm tra đa nhân. Thì chip Ryzen 3 2200G không thua quá xa so với chip Ryzen 5 2400G, chỉ khoảng tầm 900 điểm thôi. 10.500 so với 11.400 thì đây không phải con số quá xa, nhưng mà khi chúng ta xét về mức giá thì mức giá của Ryzen 5 2400 khá là cao hơn gấp rưỡi so với chip Ryzen 3 2200G. Thì đó, mình không biết là tại sao, trong khi là chúng ta có đến 4 lõi 8 luồng so với 4 lõi 4 luồng cũng như là xung nhịp 3.6GHz so với 3.5GHz, nhưng mà lại hiệu quả không cao hơn là mấy. Còn điều bất ngờ là khi chúng ta kiểm tra hiệu năng đơn nhân, chip Ryzen 3 2200G với mức giá gần bằng một nửa so với cả chip Ryzen 5 2400G, nhưng mà điểm kiểm tra hiệu năng đơn nhân trên Geekbench lại vượt mặt cái chip đắt tiền hơn. Đây là một cái điều khá là kỳ lạ, mặc dù điểm số vượt thì không quá nhiều, chỉ 6-70 thôi, nhưng mà đó vẫn điều chúng ta cần lưu ý. Và khi mà mình test cái bài test này thì mình nghĩ là Windows có vấn đề, BIOS có vấn đề. Nhưng thực sự chúng ta đã trải qua rất nhiều cái công đoạn. Mình đã phải gỡ hết cái main ra kiểm tra từng linh kiện một xem bị làm sao không này. Và đầu tiên lúc mình cắm hai cái chip này vào thì thấy không nhận, không lên máy. Thì mình không biết bị làm sao. Hóa ra chúng ta phải cập nhật BIOS. Mình phải cập nhật BIOS qua mấy bước liền thì mới cho cập nhật lên BIOS mới nhất. Xong chúng ta mới cắm được hai chip này để nhận vào. Xong mình phải cài Windows mới nhất này, check hết tất cả các driver. Và sau khi kiểm tra lại thì con số vẫn là như vậy, cách nhau một hai đơn vị. Thì tóm lại là khi kiểm tra điểm đơn nhân, chúng ta vẫn có điểm cao hơn ở trên chip Ryzen 3 2200G so với chip Ryzen 5 2400G. Không biết tại sao, không biết là phải là cái chip này là chip demo hãng đưa cho mình, thế nên là nó có vấn đề hay không. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật trong thời gian tiếp theo, nếu mà mình có thời gian và nếu cái chip này có thêm cập nhật firmware mới, driver mới, thì mình sẽ cài lại, kiểm tra lại và cập nhật cho các bạn trong cái video sau. Tiếp đến là phần mềm IDA Stress Test, tức là mình kiểm tra full tốc lực của cái CPU trong khoảng thời gian khá là dài, gần 30 phút. Thì hai cái chip này chạy khá ổn định, chúng ta đều có xung nhịp tối đa là 3.5GHz và 3.6GHz. Thì không bị ép xung, không bị tụt quần một tí nào luôn, chúng ta chạy ổn định trong một thời gian rất là dài. Và nhiệt độ thì có thể nói là hơi ấm một tí. Ở bên chip Ryzen 3 2200G chúng ta có nhiệt độ loanh quanh vào khoảng 84 độ C.
Còn bên chip Ryzen 5 2400G thì nhiệt độ thấp hơn một tí, là khoảng tầm 81 độ C. Phần mềm benchmark tiếp theo sẽ là cái gì ta? Ủa, là cái mẹ gì nhỉ? À, Cinebench. Đấy, Gemini não khổ thế đấy. Là Cinebench. Thì điểm kiểm tra hiệu năng của CPU chúng ta có 536 điểm trên cái chip Ryzen 3 2200G và 772 điểm trên chip Ryzen 5 2400G. Thì này không gì ngạc nhiên đúng không? Bốn lõi 4 luồng thì làm sao mà so được bốn lõi 8 luồng đúng không nào? Còn cái bài test OpenGL, tức là cái bài test hiệu năng đồ họa onboard ở trên CPU đó, thì cái chip Ryzen 5 2400G đạt khoảng 38 FPS. Còn chip rẻ hơn gần một nửa là chip Ryzen 3 2200G đạt 65 FPS. Tức là suýt tí nữa thì gấp đôi, thêm 10 FPS nữa là gấp đôi. Rồi, benchmark này, benchmark nọ, thế là đủ, chúng ta sẽ nói về hiệu năng chơi game đi. Đầu tiên là game Dirt 3, một game đua xe đồ họa khá là đẹp. Nhưng mà mình nói trước là tất cả game ngày hôm nay mình đều test ở bên giải Full HD nha. Đầu tiên Dirt 3 là max setting, tất cả đều high hết rồi. Thì mình chơi khá là mượt mà, tương đối mượt mà ở trên chip Ryzen 3 2200G là khoảng tầm 44 FPS. Trong khi đó ở phía Ryzen 5 2400G thì FPS đạt được khoảng tầm 87 FPS. Tính ra là FPS trung bình gấp đôi so với chip Ryzen 3 2200G. Nhưng mà cái đặc biệt là cái game này khi chơi thì bị cà giật khá là nhiều, drop frame khá là nhiều. Nhưng mà cái con số FPS thấp nhất, tức là minimum FPS ở trên cái chip Ryzen 3 2200G nó là 14 FPS. Còn bên chip Ryzen 5 2400G lúc drop thấp nhất là 7 FPS và xảy ra thường xuyên, thấp hơn rất nhiều so với chip rẻ hơn. Mà không hiểu tại sao là như vậy. Tức là khi các bạn đang chơi trên chiếc Ryzen 2400 ấy, thì nó mượt xong gừng phát rồi cẳng lên. Nói chung là cái trải nghiệm khá là khó chịu. Và điều tương tự xảy ra ở trong CSGO. Với game CSGO cũng độ phân giải Full HD và medium setting tất cả mọi thứ, khử giam gơ 4x, thì mình chơi trên chiếc Ryzen 3 2200G được vào khoảng là 82 FPS. Và đấy là FPS trung bình, còn FPS thấp nhất là 55 FPS, tức là lúc drop xuống thấp nhất là 55 hình một giây. Còn trên chiếc Ryzen 5 2400G thì cũng setting như vậy, FPS trung bình chơi cùng một map nhá, FPS trung bình là 84 FPS, cao hơn một tí xíu không đáng kể so với chiếc Ryzen 3 2200G, nhưng mà drop frame thấp nhất là 5 FPS. Các bạn thấy điều gì đây chưa? Thực sự thì không biết là chip có vấn đề gì không, mà mình nghĩ là có thôi. Bởi vì không có lý do gì một cái chip mạnh hơn, đắt tiền hơn, 4 lõi 8 luồng mà lại chơi cùng một game không mượt bằng cái chip rẻ hơn như vậy. Bởi vì mình chơi nhiều lúc rất là mượt, nhưng mà không hiểu sao, không biết là phải full load không, nó cà giật, nó khựng, trong khi tất cả driver đã cà như ban đầu rồi. Thì đây sẽ là điều mà mình sẽ cần tìm hiểu và cần cho các bạn trong các video sau. Hiện giờ ấy, hiệu năng tổng thể thì chip Ryzen 5 vẫn ngon hơn, nhưng mà rất hay bị kiểu cà giật, gọi là đang đi thì thủng xăm xong rồi bơm vá lại ấy, xong rồi chạy nhanh hơn xe khác, thì nó kiểu là rất là khó chịu. Và game tiếp theo mình test đó là Dota 2. Với game Dota thì trên chip Ryzen 3 2200G